Đây là khu vực chợ Giảng Dân, quận 12, cực kỳ đông, kẹt xe luôn. Cái này là bán cá, bán nhiều sọt hết. Dạ. Nhìn thấy tôm. Tôm đất. Tôm đất. Tôm đất thì ngon lắm à. Con này là con rạm hả anh? Con rạm. Dạ. Mày đưa tốt vào. Dạ đúng rồi. Ở đây cá bống trứng. Ủa? Cá bống trứng bống đồng. Như lại thấy như con cá gì nó nhảy đó. Cá bống đồng. Dạ. Còn đây con tôm bầu. Tôm bầu. Đó. Cá bống trứng bán sao anh? Bống trứng 25 ngàn một lạng. 25 ngàn lạng. 25 ngàn đồng 100 gram. Về có tiêu. Về có tiêu. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều. Ngày 5 tháng 12 năm 2021 ha. Mình đang có mặt ở khu vực chợ Giảng Dân, quận 12. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng. Đây là đường Nguyễn Thị Tràng, khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12. Đó, khu vực này cũng khá là sum tụ, ngay ngã tư đằng kia nữa kìa. Góc bên kia là bán thịt bò. Rồi, mình sẽ đi một vòng nhé. Đi Huy, qua bên kia mua măng quá. Thấy măng ngon kìa. Đây. Bây giờ đã thấy bán kiệu rồi. Chuẩn bị Tết. Măng tươi. Cái búp măng bán sao vậy cô? Cái nào á? Măng trắng này nè. Măng trắng 60 ký. Còn cái măng này? Cái này 40 ngàn ký hả? Cho em búp măng đi. Cái nào? Lấy cái trên đi. Nó non không? Đưa giùm em cái nào non. Lấy cái này đi. Rồi ok, lấy cái đó đi chị. Chợ này là chợ Giảng Dân chị ha? Đúng rồi. Dạ. 44 ngàn anh ơi. 44 ngàn rồi. Mình bán tới mấy giờ chị ha? 7 giờ tối. Dạ. Đó, bên đây bán măng rất là nhiều. Chợ vui à. Kể qua đây là tiệm tạp hóa. Bán hoa. Tiếp tục đi. Măng nói về là măng chua. Nấu canh chua. Đây bán chè luôn. Wow wow. Nhìn măng đảo quá trời luôn vậy á. Thiệt á. Rau. Rau củ quả. Tươi ngon. Qua bên kia bán tôm bán cá. Ghẹ sống. Hải sản tươi sống. Tôm cua ghẹ mực. Để băng dép. Đủ thứ màu luôn. Đông quá, đông quá, đông quá. Góc ngã tư. Rồi, bây giờ mình sẽ lướt qua đây chút xíu nha. Ở đây bán thịt bán gà nhiều quá, mình xoay màn hình lên. Rồi. Đi về hướng bên đây. Khổ qua. Ổi. Xoài thái đu đủ. Rau thơm. Chào cô. Mua về đây. Bắp cải bán sao vậy chú? 15.000 ký hả? Quy ơi, lấy 25.000 ký hả? À, tưởng 15.000 chứ. Còn cà rốt? Cà rốt 15.000 hả? Lấy ký cà rốt đi chị. Rồi. Kế bên là bán cua đồng. Dạ, chào anh. Gửi tiền rảnh nha Quy. Ghé bên kia. Dạ. Rất là đông luôn. Dạ.
thấy tôm. Tôm đất. Đầm đất. Tôm đất thì ngon lắm à. Con này là con rạm hả anh? Con rạm, con rạm. Dạ. Mày đưa đưa tốt vào. Dạ đúng rồi. Ở đây có bốn trứng. Ủa? Cá bóng trứng bóng đồng. Như lại thấy như con cá gì nó nhảy nhảy đó. Cá bóng đồng. Dạ. Còn đây con tôm bầu. Tôm bầu. Cá bóng trứng bán sao anh? Bóng trứng 25.000 một lạng. 25.000 lạng, 25.000 đồng 100 gram. Về có tiêu. Về có tiêu. Cho em 200 gram đi. Rồi. Rồi. Anh chào em cái, anh mua. Có ăn tôm đất không? Dạ không ạ. Chợ này buôn bán đông ha, vui á. Ồ, bên kia cá thắt lát đang nạo nữa kìa. Ồ, dễ số. Chợ này bán tới mấy giờ anh hả? Nói chung là bán tới 7-8 giờ. 7-8 giờ hả? Buổi sáng đông không? Buổi sáng cũng đông. Buổi sáng cũng đông luôn. Buổi sáng đông lắm. Dạ. Đây. Đấy, con cua rạm đồng đó. Dạ. À, ai mua đồ đồng đến ảnh. Đến đây. Quay cho cả nước xem. Đây, cho coi luôn. Dạ. Đến chào Ngọc, anh nha. Tên Ngọc nha. Dạ, anh Ngọc. Buổi sáng có bán đây không? Có. Rồi bán sáng chiều luôn ha. Cảm ơn nha. Dạ. Chị bên đây bán cà pháo luôn. Đây. Cái mâm. Đông ơi là đông. Rồi mình đi tiếp. Dạ. Dạ. YouTube. Bán gà. Wow, khúc này. Khúc này đông quá. Rồi. Khu vực này bán đồ đồng cũng khá nhiều. À, rau nhúc. Dạ. Ở đây anh này bán cá chập luôn. Cho quay phim chút xíu nha. Dạ. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Lướt qua. Rồi, đằng kia bán cá, ốc. Qua bển quay xíu. Gọi là đi qua cũng hơi khó. Đông thiệt. Lúc đủ các loại ốc. Wow, cái con cá quá trời. Đấy. Nhiều cá lắm. Rồi. Khu vực này toàn bộ là cá nha. Rồi mình đi tiếp. Đông vui ghê cái khu vực này. Kẹt xe. Đây mình mới bỏ qua khoảng độ 5-10 mét gì đó. Đoạn đó đang giết cá. Ở đây tôm. Đây cuối đường. Quên qua. Rồi đi ra lại các bạn nha. Ba bắn bồ ngót ngon quá trời. 5.000. Rồi lấy con bó bồ ngót luôn. Lấy bó em. Dạ con lấy con bó thôi cô. Dạ. Đây mua ủng hộ. Dạ. Đó con bé này Quy nó đưa á. Dạ. Rồi. Này là ông nhà chồng luôn hả cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Đây gần chỗ. Dạ. Ủa vậy hả? Đi không? Đi đâu? Gần chỗ cô bán bồ ngót là bán cá này luôn nè. Đây, cá chốt. Rồi, cá rô. Ngay chị em miền Tây hả? À, đây lương. Cá kèo. Rồi, bán gà sống luôn. Rồi, tiếp tới là cá đối. Buôn bán được không em? Rai hả? Nhiều người bán quá ở chợ. À. Okay. Mình mới đi qua đoạn đường đó. Thôi bây giờ quẹo trái qua đây. Tí. Khu này bán thịt không à? Wow, cái gì mà. Không quá.
đây, qua đây. Qua đây có bán bông súng. Bông súng, bông thiên lý, lá dứa, bầu. Rồi, mình đi tiếp. Ở đây trái cây. Bột sữa. Thịt nhiều quá thịt. Rồi, đi tới đây bán nấm. Thấy cô đây có vẻ buồn buồn à. Dạ, nấm kim châm bán sao chị? 10.000 hả? Rồi cho em cái nấm kim châm 10.000. Ở đây bán hạt sen luôn ha. Nấm mỡ. Nấm rôm lấy 10.000 quý. Rồi 10.000 nấm kim châm. Dạ lấy bịch thôi. Dạ lấy bịch thôi. Đậu hũ non bán sao? 13 hả? Rồi lấy luôn đậu hũ non luôn. Rồi 23.000. Về nhà nấu hẹ luôn. Rồi gửi tiền ha. Tiền chỗ bán nấm rơm, nấm kim châm, bán rau củ quả. Chúng ta tiếp tục đi. Qua cái khu vực này là trái cây. Sổ hết 15.000 một ký. Chợ này có cái tên đặc biệt ha, Giảng Dân. Tại sao gọi là Giảng Dân không hiểu nữa. Bác đây cũng bán rau củ quả, bán ớt, đồ bí. Mua gì cho bác đây? Xả. Cho con 10.000 đồng xả đi bác. Dạ. Bác bán ở đây lâu chưa vậy bác? Bán lâu rồi. Thì cái chợ này có tên là Giảng Dân có nghĩa là sao vậy bác ha? Dân, dạ. Là chợ dân tự phát. Dạ, à, con nghĩ là Giảng Dân ra chứ. Tập trung một chợ lớn. Dạ. 10.000 đây. Dạ, dạ, rồi cảm ơn bác nha. Ừ. Là bác ngồi đây bán bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi đó? Bác bán đâu, bác bán đến đấy. Dạ. Chào bác nha. Ừ. Con không thấy cái cổng chợ. Dạ dạ. À. Ở Hiệp Thành dạ. Dạ. Rồi con chào bác nha. Đây trà tắc sữa gì 10.000. Sổ 10.000 đồng một ký, thanh long ruột đỏ, xoài keo 10.000. Dưa long an bao ăn 13.000 đồng một ký, ổi ngọt cái bè 5.000 một ký. Rồi đi qua tủ quần áo luôn. Gọi là chợ Giảng Dân. Này. Đi cái chợ này thấy vui á. Đủ rau củ quả trái cây hết. Nho sổ 45.000 một ký. Rồi, qua đây qua đây. Các bạn thấy không, chanh 2 ký 15.000 đồng, có nghĩa là 7.500 đồng một ký, thì không biết là nông dân họ có gì nữa. Ở đây bán gừng nấu nước mát, bán chả bắp bên kia, cà pháo, mắm tôm, sổ hết 10.000 một ký, dưa leo, ê lột, dưa hấu. Wow, cái chợ này dài. Ngay cái khúc ngã tư xôm tủ quá trời. Đằng kia ổi đỏ. Đây. Dạ. Qua đây bán cam 10.000. Đây, bán hoa. Hoa rau củ quả có rau nhút luôn nha. Đấy, chôm chôm nữa. Bữa trứng, gà vịt, cháo sườn người lớn trẻ em, bánh cuốn bắp. Lâu rồi chưa ăn bánh cuốn. Đây của biển Cà Mau, bao ăn, sỉ và lẻ. Rồi. Đi qua đây là hoa. Hoa cẩm chướng rất nhiều. Cả một gian hàng cam luôn. Mênh mông cam.
cam sành Vĩnh Long 13.000 ký. Rồi qua bên kia trái cây. Đây. Bánh khọt, gỏi cuốn. Rồi. Tưởng là mở nhạc chứ. Sổ hết dưa Long An 13.000 một ký, 13.000 một ký cá tắc phát. Trái cây mít sầu bô chê. Rồi ra tới đây vẫn là cá các bạn. Chợ này sung túc á, mình thấy là sung túc đó nha. Những lúc báo rất là khá là nhiều món. Cua 70.000 nhiêu. 55.000. Ốc len. Sổ hết 20.000 đồng một ký táo. Đằng kia bán sổ hết 10.000 đồng ký cà tím. Sổ hết luôn, sổ hết luôn. Rồi, sorry. Này đem về nhà làm cải chua. Đấy. Đây để chữ. Cho xe chạy qua. Xe em gái vô tay mình. Sổ hết 15 2 kg. Để mấy trái bưởi mà có 15 2 kg không hiểu. Rồi, ở đây bánh chuối chiên mè đen. Bánh chuối bán sao vậy chị ấy? 6.000 cái hả? Rồi cho 1 cái. Dạ. Dạ em mới lấy ra. Dạ. Chiên mè đen. Nhúng vô 1 cái đã. Ở đây mày bán từ mấy giờ vậy chị? 9 giờ sáng bán tới 6 giờ tối à? 6 giờ tối, dạ. 6.000 đó Quy. Gửi cho chị. Bánh chuối chiên mè đen, mực ong bắp mè đen. Một cái đó anh, lấy cho em á, dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Mình đi tiếp luôn, đây mắm cá lóc, mắm cá linh, mắm tép, mắm cá con, rau rừng, bánh tráng. Tiếp. Dạ. Em mới quay rồi đó. Dạ. Cái đường nó lõm xuống một cái. Đi cũng bị té luôn. Rồi, đi hết chợ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha. Đi tiếp luôn các bạn. Đi tới đoạn đường kia đó nha. Sắn 12 Bình Dương. Là củ sắn đó. Dạ. Đây băng muối nè. Muối iốt. Phụ nữ chạy xe ba gác đi bán muối. Nhớ lại hồi thập niên 90 thì má mình cũng đi bán như vậy, mình nhớ. Là mưu sinh ha. Phải cố gắng. Đằng kia bán chuối, bán khoai lang, bán bánh tét, bán bắp, bán đậu nữa thì phải. Rồi qua đây bắp Mỹ nếp, xoài ngọt. Đi tới đây chính thức là hết rồi đó. Dưa Long An. Tiếp tục quay ta thấy tôm nữa nè, tôm cá. Chợ này dài á. Hàu sữa. Đằng kia bán bánh chưng nữa quý. Lướt qua bển. Đây qua đây anh bán bánh giò bánh chưng. Lấy một cái bánh giò. Dạ, lấy một cái bánh giò anh. Bán khoai lang luôn. Dạ. Dì bắp 10.000 á. Với lại chuối sáp. Ở đây có hạt dẻ nữa nè.
với đậu phộng. Nhìn cái bánh giò nhìn đã. Đây là đường HT22, phường Hiệp Thành, quận 12. Đấy, ngay khu vực chợ Giảng Dương các bạn ha. Góc đường hồi nãy đằng kia là đường Nguyễn Thị Trang. Còn để đi ra đây các bạn xem nè. Ngoài đây là đường Nguyễn Thị Đặng. Đấy. Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12. Ra tới đây là đường Nguyễn Ảnh Thủ. Đấy. Nguyễn Ảnh Thủ. Bây giờ xe cộ quá trời. Rồi phía trước mặt các bạn là đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.